phần của video trước, đó là trao thưởng cho người chiến thắng ở cái cuộc thi mà thiết kế thời trang ấy. À, mà giám khảo chính là mọi người xem video của anh em mình và để lại bình luận ở phía dưới. Thì hôm đó có bốn anh em là Đạt Gió Sắt thiết kế thời trang từ cây cối này, Mao Đệ thiết kế thời trang từ lon bia này, Thế Trạng thiết kế thời trang từ bao tải này, và Tiến Vượng là thiết kế thời trang từ bìa cắt tông. Thì trong tất cả các comment của mọi người ấy, mình đã lọc ra và tìm ra người chiến thắng, đó là số 4, Thế Trạng. Với tỷ lệ bình chọn của Thế Trạng là 50%, số 1 Mao Đệ thì tỷ lệ bình chọn là 40%, còn Đạt Gió Sắt thì 7%, và Tiến Vượng 3%. Vậy là người chiến thắng cái cuộc thi thiết kế thời trang là Thế Trạng, và giải thưởng của Thế Trạng là 10 triệu nhá. Người rất hay thắng cuộc trong các cuộc thi, nhưng mà hôm nay sẽ có một cuộc thi cực kỳ vui, là ai là người xấu nhất. Đấy, ai sẽ là người xấu nhất sẽ giành giải thưởng 10 triệu đồng. Mọi người đã từng xem anh em mình hóa trang thành người khổng lồ xanh này, người gọi là đen châu Phi này, người chưa thấy anh em mình hóa trang thành người da đỏ với người da vàng, đúng không? Hôm nay sẽ có một cuộc thi, đó là bốn anh em ở đây sẽ dùng cái trò chơi này để tìm ra màu của loại da của mình. Tức là sẽ bốn người sẽ hóa trang làm sao xấu nhất, người được bình chọn là xấu nhất nhiều nhất ở trên ở dưới comment sẽ giành giải thưởng 10 triệu đồng. Đấy. Bây giờ Mao Đệ sẽ chọn màu cho tất cả anh em. Tức là bốn người sẽ phải sẽ lựa chọn một màu thôi nhá, chung một màu. Giả dụ như nếu mà dính màu tím thì bốn người sẽ hóa trang thành màu tím làm sao cho xấu nhất. Đấy. Màu đỏ thì cũng như thế, ai được bình chọn là xấu nhất nhiều nhất ở trên comment sẽ giành giải thưởng 10 triệu đồng. Mao Đệ. Mình cũng tham gia cho vui đấy. Mình không lấy giải thưởng, nhưng mà mình cũng muốn hóa trang rồi. Xem không? Không, thay giải thưởng luôn là không ai được. Bây giờ sẽ chia lại ma số ngoài, ma số con yêu không nọ nhá. Từ từ, Mao Đệ ma số 01, Tiến Vượng ma số 02, Đạt Gió Sắt ma số 03, và Công Thế ma số 04. Ai bình chọn thì nhớ mã số của từng thành viên để comment xuống bên dưới nhá. Bây giờ sẽ chọn màu đây. Con số thì đây, con số thì đây. Màu đen. Tức là hôm nay cả 50 anh em siêu nhân sẽ hóa thành màu đen, như kiểu clip ngày trước anh em mình với Mao Đệ thực hiện đó. Thế hôm nay sẽ hóa trang thành màu đen làm sao xấu nhất có thể, và một người xấu nhất giành chiến thắng 10 triệu đồng. Và quý vị khán giả sẽ là giám khảo luôn nhá. Mọi người nhớ bình luận mã số ở bên dưới nhá. Mã số 1 2 3 4. Thì bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu hóa trang nhá. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu hóa trang nhá mọi người nhá. Đây. Cho hai anh em bên kia. Đây là chất hóa trang của anh em mình từ giờ. Quả này là một thêm ăn củ hoạt tính đấy, có tác dụng là làm trắng da. Trắng nhau chắc chắn là sẽ có tác dụng làm trắng da, mọi người biết tại sao không? Bôi đen không, tí nữa tắm thì vẫn trắng. Ôi đấy mà cô mày đó. Xem ai sẽ là người xấu nhất nha, mọi người nhớ bình chọn các thí sinh ngày hôm nay nhá. Bây giờ nữa sẽ có phần thi tài, phần thi tài năng, đó là phần thi tài năng chiêu chó. Và sau đây là phần thi tài năng dành cho các thí sinh. Thí sinh mã số 04, Thế Trạng.
Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế à? Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế nào? Vì ngày mai bão giông ngập trời, dù em đã yêu ai mất rồi, thì anh vẫn đứng đây như xưa và chờ em tới. Xin em đừng khóc nước mắt nhạt nhòa đôi mi, anh sẽ vẫn tiếc vẫn nhớ em vì hai đôi chân đã khác đường đi. Mã số 04. Với khuôn mặt rất điển trai, anh đến từ lò đào tạo Cameroon ở lúc này mọi người nhớ mọi người nhìn này. Ở đây lại có một chỗ trắng này à, nốt ruồi, tránh nốt ruồi. Cười gái như đang cười gái à, phần thi tài năng của bạn sẽ là gì? Chưa biết là cái gì. Bạn có thể hát bài đi. Không biết hát thì thôi, phần thi tài năng loại tiếp tục. Mã số 02 tiếp ạ. Phần thi tài năng của Tiến Vượng khả năng sẽ là thể hình, làm vài động tác thể hình cho khán giả. Động tác thể hình cho anh ạ. Động tác thể hình ạ. Chắc thì như kiểu chết cố. Thôi, nhạc đi. Mã số 01, mau lên đi. Hôm nay chọn là nhầm thời gian. Phát đi tài năng. Tài năng. Trời ơi, đây là không ổn rồi. Đây là không ổn rồi. Cái này nhé. Trái đen nhưng lòng mới trắng. Trông ngại nhiều, trái nắng lên lên đen. Vậy là đã xong cái phần hóa trang này cho mọi người nhá. Bây giờ anh em mình sẽ có một trò chơi đó là đi ra trêu chó. Đấy. Năm anh em mình, bốn anh em sẽ xin phép tặng mọi người một bản remix quẩy theo phong cách tự do nha mọi người nhá. Em sẽ trung phong em múa quản tiêu anh khá bảy. Giống lên nhá, múa tiêu. Mã số sẽ lần lượt đây là 01, 02, 03, 04 nha. Ai là người xấu nhất thì mọi người comment ở bên phía dưới nha. Và sau đây bốn anh em sẽ dành tặng quý vị và các bạn một bản remix. 2, 3, 1. Ngày mai bão giông ngập trời, dù em đã yêu ai mất rồi, thì anh vẫn đứng đây như xưa và chờ em tới. Ok, bây giờ anh em mình sẽ sắp xếp siêu xe để anh em mình đi tán gái nhá, trêu chó và tán gái. Thời tiết không ủng hộ, nhưng mà anh em mình sẽ cố gắng dành cái video có thể hay nhất đến mọi người. Bây giờ sắp xếp là sẽ có hai chiếc siêu xe, nhưng mà không biết siêu xe này có chở được tải sức nặng không. Ui à, ui nó đang chảy nhức hết cả nách người cần mít. Bây giờ let's go. Xin đạp điện đi, tao bị xin đây. Đấy, ai xin người kia. Xin chào. Ôi!
sau khi anh em mình đi một vòng quanh làng là không một con chó nào nó dám ra khỏi nhà cả. Thế nên là anh em mình quyết định là sẽ đi chơi bóng chuyền, chơi solo một kèo bóng chuyền với lại chó nó ngán anh em mình. Tất nhiên là bây giờ nhá, đánh chạm chạm 10 rồi nhá. Đánh mua 10 quả thôi. 15 đánh 10 quả thôi. 10 quả, 10 quả. 15. Chơi bằng chân hay chơi bằng đầu nào? Cả cả bằng đầu. Chơi bằng chân, bằng đầu và bằng chân nhé. Không dùng tay. Ok. Dùng tay là penalty luôn đấy. Mẹ thưởng là 2 ca bia nhá. 2 két bia. 2 ca. 2 két. 1 ca bia nữa. Say chết. 1 ca bia nữa. Ra đi. Đánh được chân nhá. Chân đi đâu nhá. 1 ca bia. Vậy là anh em mình đã giành chiến thắng rồi. Nói chung là anh em mình quá mạnh, tinh thần mà quá mạnh mọi người, không ai có thể địch nổi. Và ấy mà đây nó đóng chạy về tắm trước rồi. Thôi cũng như anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Nếu mọi người xem nhớ để lại bình luận để vote cho các thí sinh ở đây nhá. Thế trạng 04 này, 03 đà chó săn này, 02 tiến vượng này, 01 thằng chạy trốn mau lên rồi. Đó. Nhớ để lại bình chọn ở dưới và người xấu nhất, mọi người nhớ bình chọn là ai xấu nhất ngày hôm nay nhá. Người xấu nhất sẽ được giải thưởng đó là 10 triệu đồng. Thôi xin chào tất cả mọi người nhá.